câu hỏi chúng mình sẽ học về chuyên đề đại từ quan hệ nhé. Thứ nhất là phần 1 thôi. Ok, thay thế cho người này. Cô gọi nôm na thay thế cho người. Vâng, thì chúng ta có cả những cấu trúc như sau. Who đằng sau là động từ, whom là mệnh đề, whose là một danh từ. Chúng mình sẽ cùng phân tích để giúp bạn hiểu hơn thông qua các ví dụ sau đây. Câu số 1. The girl is my sister. She's wearing the blue dress. Cô gái là chị gái của tôi. Cô ấy đang mặc một cái váy màu xanh. Thì các bạn thấy cho qua là chủ ngữ trong câu này là the girl. Và viết lại là từ she's. Đúng không ạ? Là cô ấy. Vậy thì nhiệm vụ của chúng ta là gì? Vứt cái từ she này đi. Và thay thế bằng một cái đại từ quan hệ. Mà các bạn thấy cho qua là vừa rồi có phải cấu trúc của chúng ta là gì đấy ạ? Who cộng động từ đúng không? Và đây là động từ to gì đây? Động từ to be của đúng không ạ? Vâng. Vứt cái từ she đi này. Để chưa ạ? Vậy mình sẽ nói như sau. The girl who is wearing the girl who is wearing the blue dress is my sister. Nhá. Rồi, ví dụ số 2. The woman is my aunt. You saw her yesterday. Người phụ nữ là dì của tôi. Bạn nhìn thấy cô ngày hôm qua. Trong câu này chủ ngữ của chúng ta là the woman. Với câu số 2, từ her lặp lại cái từ the woman. Vậy thì nhiệm vụ chúng ta là vứt cái từ lặp lại đi, đó là từ her. Và vừa rồi qua vừa có dạy chúng mình là whom cộng một mệnh đề. You saw her yesterday. You saw yesterday. Có đúng mệnh đề không? You là chủ ngữ, saw là động từ. Vậy you saw yesterday là một mệnh đề. Vậy nhiệm vụ chúng mình viết lại câu như sau. The woman whom you saw yesterday is my aunt. Ví dụ số 3. The boy is Tom. You borrowed his bicycle yesterday. The boy là một chủ ngữ. Từ lặp lại cho cái từ the boy là his, của anh ấy. Đây gọi là một tính từ sở hữu. Trong câu cứ nhìn thấy tính từ sở hữu, chúng mình ngay vào luôn dùng cấu trúc whose cộng với danh từ. Ok, vậy thì mình sẽ nói như sau. The boy whose bicycle you borrowed yesterday is Tom. Rất dễ hiểu đúng không? Hai nhỏ thay thế cho vật. Which có thể là cộng động từ, có thể là một mệnh đề, có thể là một gì ạ? Cô xin lỗi. Kết thừa rồi. Mệnh đề luôn nhá. Ví dụ này. The heart is red. It is mine. Cái mũ là của tôi. Cái mũ là màu đỏ, nó là của tôi. Vì có thể cho qua từ the heart là chủ ngữ được thay thế bằng từ it ở bề số 2. Vậy nhiệm vụ của mình là vứt cái từ lặp lại đi là từ it. Đúng không? Ở đây cái mũ là vật hay người nhỉ? À là vật đúng không ạ? Vâng, vậy chúng ta sẽ nói là the heart which is red is mine. Ok? Rồi, đây là cô chúng đã dạy chúng mình về phần đại từ quan hệ phần 1 rồi. Hẹn gặp lại các bạn trong lần sau nhé. Hãy follow và thả tim. Xin chào và hẹn gặp lại.